Đối với những bạn trẻ có niềm đam mê với ngành kế toán, kiểm toán, khao khát được tiếp xúc với những nhà tuyển dụng hàng đầu trong ngành này, thì cuộc thi kiểm toán viên tài năng đã không còn xa lạ. Và sáng nay, cuộc họp báo phát động cuộc thi kiểm toán viên tài năng 2017 đã được diễn ra tại Trường Đại học Ngoại thương. Nhằm tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh các sinh viên tài năng trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, cũng như tạo cơ hội cho các tài năng trẻ được giao lưu, học hỏi để phát triển hơn trong tương lai, cuộc thi kiểm toán viên tài năng được tổ chức bởi câu lạc bộ kế toán kiểm toán viên tương lai Trường Đại học Ngoại thương đã trở lại mùa thứ 7 với quy mô lớn hơn và format đổi mới, hứa hẹn sẽ là cuộc tranh tài đầy gay cấn và cam go giữa các bạn sinh viên yêu thích kế toán, kiểm toán. Điểm khác biệt của kiểm toán viên tài năng 2017 đó chính là cuộc thi lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đem đến cơ hội cho các bạn sinh viên trên toàn quốc. Mình quyết định sẽ năm nay sẽ đăng ký tham gia cuộc thi để có thể giành được suất học bổng cũng như một suất thực tập. Sau cái cuộc thi này mình có thể có được rất nhiều cái kinh nghiệm để mình có thể chuẩn bị cho cái việc sau này mình ra trường cũng như là apply vào các công ty Big Four. Cuộc thi kiểm toán viên tài năng 2017 với quy mô trên toàn quốc sẽ trải qua 3 giai đoạn từ 29 tháng 8 năm 2017 đến 28 tháng 10 năm 2017. Đêm chung kết sẽ được sân khấu hóa với sự tham gia của top 9 thí sinh xuất sắc nhất cùng tranh tài tìm ra đội quán quân của kiểm toán viên tài năng 2017.